Ngày 21 tháng 10, Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hai băng nhóm hỗn chiến tại khu vực dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, khiến 4 người thương vong. Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỗn chiến xảy ra do mâu thuẫn trong việc làm ăn giữa hai nhóm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày hôm nay, tại cửa khu du lịch Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Tại đây, hai nhóm người với khoảng 20 đối tượng đã lao vào hỗn chiến bằng vũ khí. Hai nhóm người trên đã chém nhau từ một công trường xây dựng ra đến cổng khu du lịch Đồi Rồng. Sự việc chỉ dừng lại khi có 3 người bị chém gục tại hiện trường. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng LVT, 35 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện. Hai người bị thương là LVH, 32 tuổi, quê Sơn La và DVT trú quận Kiến An bị các vết thương ở vùng lưng thấu phổi, đã được mổ cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Các đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó. Nhận được tin báo về vụ việc, Công an quận Đồ Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc, tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.